O3. O3. O3 tức là gì? Tức là O cộng với O2. Cắm điện chưa đấy? Natri dương chạy về cực âm. Và các ion âm clo chạy về cực dương. Trong quá và chúng ta phải chú ý là phải muối cho tan hoàn toàn muối. Chúng ta chú ý. Tôi sẽ rằng như vậy là có thể dùng cho nó không phải chỉ với các vật vô cơ mà có thể với các vật vô cơ. Là vì nó có thể diệt được vi khuẩn, vi trùng, siêu vi trùng, nấm mốc bào tử. Thế mà nếu đã diệt được 5 cái loại này thì rõ ràng là hoa quả sẽ tươi rất lâu. Tôi thì tôi không sống ở việc bán máy. Là bởi vì cái máy này là của viện bán. Tôi không hề lấy 1%. Nhưng tôi sống nhờ vào sự giàu lên của tất cả bà con nông dân 80%. Tôi sống là nhờ việc là sức khỏe của mỗi một người Việt Nam được sử dụng nước ozone để đuổi muỗi, để mà bảo quản, bảo vệ sức khỏe của mình. Không nên để quá dài, tại vì quả na chúng ta nó mỏng và sốt. Nếu như tôi biết nước ozone là tôi cũng thứ nhất là xem tivi và thứ hai tôi quyết định dùng nước ozone bởi vì tôi đã dùng năm ngoái và tôi đã xuất khẩu sang nước ngoài. Và nước ozone này tức là nó phun từ lúc chăm từ nước hoa cho đến lúc quả, cho đến lúc quả được thu hoạch, hoàn toàn sạch sâu bọ mà không độc hại. Nói chung là nước ozone này là làm cho con người kể cả sứt sáp chân tay và có thể tắm không nhiễm trùng. Đấy. Hai nữa là tôi xuất khẩu sang nước ngoài thì mong năm nay ấy, tôi xuất khẩu sang nước ngoài được nhiều gấp mấy lần năm ngoái. Nhưng mà bây giờ thì anh chưa được thử nhưng mà anh chưa biết, nhưng hôm nay anh lại cũng gặp biết là nước ozone này ông vừa lên này, trao đổi ở trên này, nhưng mà rồi anh sẽ hỏi cái chỗ nước ozone này nó sẽ là thử thế nào, anh phải thử. Đấy. Ở đây là bà con này, cái đây là na sạch, là na này đấy là phun nước ozone, nó không có